đường ăn cả ngã về không. Đố cả biết chúng ta gặp ai. Quá khủng. Trời ơi, ai nói chịu đô hết rồi bị mượn tiền. Mai này sẽ thêm ra đẹp. Còn với Nguyên Hà cho đi múa kỳ vậy. Nếu bây giờ được một lần thì chắc có lẽ vẫn thi học viên ngôi sao. Huy Khánh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hội Hâm Mộ Showbiz. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh View TV. Vuka xin chào quý vị khán giả. Em nghĩ là bây giờ quý vị khán giả rất là thắc mắc và muốn biết là tại sao hôm nay chương trình của chúng ta thiếu Vương Khánh hả? Đúng rồi. Nói chung là hồi sáng giờ em đến đây thì em cũng cảm thấy buồn lắm và em rất là muốn biết lý do tại sao. Dạ, khán giả chắc chắn cũng muốn biết. Em buồn nhưng người ta đang vui. Sao vậy? Được anh cho đi du lịch. Bởi vì thời gian qua em để ý đi, khán giả của Hội Hâm Mộ Showbiz cũng thấy đúng không? Những lúc mà Huy Khánh và Vương Khánh đi gặp những ngôi sao đang hoạt động trong lĩnh vực showbiz thì không hề có mặt của Buka. Buka luôn đi chơi và không tập trung cho công việc. Cho nên là Huy Khánh thấy bất công với Vương Khánh quá, cho nên cho Vương Khánh nghỉ ngơi đi du lịch và bắt Buka phải làm những công việc đó thay thế Vương Khánh. Ôi gì kỳ vậy? Nếu em thích anh cho em đi du lịch luôn để mình anh làm thôi cũng được. Là chắc em đi xa luôn á. Cho em đi xa quá. Thôi bây giờ mình vô vấn đề chính nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một điểm tin của tuần vừa qua. Hơn 1.000 người nhảy vũ điệu cồng chiêng để chào đón Tóc Tiên. Sau một thời gian vắng bóng ở thị trường Việt Nam thì cái tên Tóc Tiên đã trở lại với hình ảnh đầy sexy và cá tính. Thành công trong chương trình The Remix và trở thành giám khảo cho The Winner Is, vũ điệu cồng chiêng của cô đã thực sự trở thành vũ điệu đầy hấp dẫn trong nửa đầu năm 2015. Khi nhắc đến vũ điệu này, người ta sẽ nghĩ ngay đến mối lương duyên giữa cô và Tulliver, một chuyện tình đẹp mới của showbiz. Và trong vị trí giám khảo mới, cô nàng cũng đã được hơn 1.000 người chào đón bằng vũ điệu cồng chiêng đánh dấu tên tuổi của mình. Thanh Bùi trở thành giám khảo cho cuộc thi tìm kiếm tài năng Đông Nam Á. Sau khi trở thành một trong 4 vị giám khảo quyền năng của Việt Nam Idol, Thanh Bùi lại tiếp tục là cái tên cho vị trí giám khảo của cuộc thi tìm kiếm tài năng Đông Nam Á. Anh cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong chương trình này. Sức hút của Thanh Bùi chưa bao giờ giảm nhiệt. Bên cạnh sự nghiệp thành công của mình, mới đây showbiz đã đón nhận một tin vui nữa từ anh chàng nhạc sĩ tài năng này. Đó là cô vợ xinh đẹp của anh, doanh nhân Huệ Vân, đã chính thức mang thai đứa con đầu lòng. Cũng trong tuần này, showbiz Việt một lần nữa tưởng nhớ sự ra đi của anh chàng ca sĩ tài hoa Quang Bi Tuấn Anh. Tròn 2 năm Quang Bi Tuấn Anh đã ra đi mãi mãi. Trên trang cá nhân của mình, nhà báo Lý Minh Tùng, quản lý cũ của Tuấn Anh có viết: có những ngày là sau 2 năm, 3 năm hay 10 năm vẫn cứ là những ngày đau lòng nhất. Vừa rồi chúng ta đã xem qua phần điểm tin và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiêu điểm. Phần này thì chúng ta sẽ mổ xẻ và bàn luận những vấn đề đáng tranh cãi trong showbiz tuần qua. Trong tuần qua thì em thấy là có một cái tin mà em rất là chú ý nha. Là chị Khánh Thi và anh Phan Hiển, một cặp đôi trong showbiz được nảy nở bởi tình cảm cô trò. Và nói chung là cái cặp đôi này thì lúc đầu cũng gây nhiều tranh cãi, nhiều bàn luận đúng không anh? Nhưng mà khi mà người ta yêu nhau thật lòng, người ta đến với nhau bằng một tình cảm thật sự thì người ta sẽ chứng minh. Và tất cả mọi người bây giờ em nghĩ là hầu hết là ai cũng ủng hộ. Thật ra là không có tranh cãi, chỉ có là bàn luận và thắc mắc và chưa có câu trả lời, bởi vì không ai công khai lên mối tình này. Nhưng mà kết quả hiện nay đã ngã ngũ rồi. Đúng rồi. Và bây giờ thì chị Khánh Thi đã xin cho anh Phan Hiển một cậu quý tử. Anh Phan Hiển thì cũng không còn là một thiếu gia nữa mà là đã chững chạc hơn đúng không anh? Và rõ ràng là mọi người đã được biết, ngay lúc mà Khánh Thi chuẩn bị lâm bồn thì Phan Hiển bắt đầu có những lời tỏ tình thật là ngon ngọt. Wow, mà Huy Khánh cũng rất là bất ngờ, không hiểu là tại sao lại chọn ngay cái thời điểm mà Khánh Thi chuẩn bị sanh em bé lại đi tỏ tình mà trước đó lại không làm điều này. Ủa gì vậy chứ lúc mà chị Thư mà sanh em bé đó là anh có bên cạnh không? Có, bên cạnh 24/24 luôn. Rồi có làm cái chiêu trò gì để cho chị bớt đau không? Không, lúc nào trên tay Huy Khánh cũng cầm cái máy quay phim với máy chụp hình, chụp suốt và quay suốt luôn, không bỏ hai cái máy đó làm bất cứ một lúc nào. Rồi là quay suốt là chụp suốt chứ không lo gì cho vợ luôn hả? Bởi vì cái khoảnh khắc đó hiếm lắm, thường mình đâu có thấy được người phụ nữ đau đẻ như thế nào,
họ la như thế nào và họ dễ thương như thế nào. Cho nên mình phải ghi lại những khoảnh khắc đó. Cuối cùng hậu quả là bị nhéo, bị ngắt chày hết hai cánh tay luôn. Nếu như Buka đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Buka có thích quen một người con trai nhỏ tuổi hơn mình không? Tình yêu gọi là duyên số rồi, không thể nào mình nói được hết. Cho nên là nếu như mà có một cái người đâu đó nhỏ hơn em cỡ cả chục tuổi đi, cả chục tuổi đi mà thích em, mà em muốn có tình cảm với người đó thì chắc em cũng tiến tới. Nhưng mà anh khuyên em đừng nha. Ủa sao vậy? Bởi vì nếu em quen về pháp luật không có đồng ý đâu. Em hiện nay mới có 20 mấy tuổi à, mà em đòi quen người nhỏ hơn mình chục tuổi, lẽ chàng trai đó có 14-15 tuổi. Chưa tới chục tuổi anh đi. Đúng rồi, không có được, pháp luật không cho phép. Khi nào em bằng độ tuổi của chị Khánh Thi đi thì em mới có thể làm được cái điều đó. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với một tiêu điểm và đến với một thông tin khác. Theo Buka thì thông tin nào đáng để cho chúng ta ngày hôm nay tiếp tục bàn luận và mổ xẻ? Em có một thông tin nha, là cái một anh chàng hoạt động trong showbiz. Và anh chàng này nếu mà lần này xuất hiện ở trong chương trình của chúng ta thì đã là lần thứ hai rồi. Nhưng mà lần trước thì anh ấy được rất là nhiều người đồng tình. Nhưng mà lần này em nghĩ chắc sẽ không ai đồng tình và ủng hộ anh đâu. Tại vì theo như bản thân em thì em thấy là anh cũng mới vừa có một cái phát ngôn rất là sai. Tuấn Hưng. Đúng rồi. À, theo cá nhân Huy Khánh nghĩ nha, cái phát ngôn đó nếu mà nói sai là không đúng. Tại vì mỗi con người ai cũng có lúc nóng giận, bực tức và có những lúc phát ngôn không có đúng với những cái gì mà người ta nói. Tại vì lúc đó người ta bực tức rồi, làm sao người ta có thể làm chủ được. Nhưng mà đối với một người nghệ sĩ như chúng ta nói chung thì phải nên tiết chế lại và phải nên bình tĩnh hơn người bình thường chút xíu. Bởi vì những cái lời phát ngôn của chúng ta trên trang mạng cá nhân thì rất được nhiều người chú ý quan tâm, và đặc biệt là báo chí luôn luôn lấy những thông tin đó để mổ xẻ. Cho nên đó cũng là con dao hai lưỡi. Nhưng mà khi mà ảnh cảm thấy bức xúc với cái chương trình đó mà ảnh lên trang cá nhân của ảnh, ảnh ghi những cái dòng status gọi là những cái tâm trạng á, mà ảnh nói thẳng như vậy á và có những cái lời lẽ không hay á, em thấy cũng không đúng, đúng không anh? Thật ra nói không đúng nó cũng đúng, mà nói nó đúng nó cũng đúng nữa. Nhưng là nó phức tạp lắm. Nhưng mà em còn nghe nói á nha, là bây giờ anh Tuấn Hưng là ảnh thuê hai vệ sĩ đi theo ảnh. Cái điều này thì Huy Khánh cũng vừa mới được biết, vì đã xem thông tin trên kênh 14 thấy là Tuấn Hưng đã thuê hai vệ sĩ. Nhưng mà theo như Huy Khánh nghĩ, không phải là thuê vệ sĩ là để bảo vệ Tuấn Hưng đâu, mà là bảo vệ ngược lại những người tiếp cận với Tuấn Hưng. Ủa sao? Ủa là sao không hiểu? Tuấn Hưng thời gian vừa qua đang rất là buồn chuyện gia đình, bởi vì bố của Tuấn Hưng đang bệnh, nằm bệnh viện. Thì tinh thần của anh đang không có được minh mẫn, đang buồn chuyện gia đình. Mà gặp cái sự cố của cái đơn vị mà anh đến biểu diễn, là giống như là Tuấn Hưng cho rằng thiếu tôn trọng anh, thì anh có những lời lẽ bức xúc. Bởi vì anh đang buồn chuyện gia đình mà anh gặp những trường hợp đó thì anh không có tỉnh táo được. Cho nên là anh có lẽ như Huy Khánh nghĩ là Tuấn Hưng đã ngộ ra được điều đó, và anh đã thuê hai vệ sĩ đi bên cạnh mình để cho lỡ có những phóng viên nào tới có đặt những câu hỏi nào không có phù hợp lắm, hoặc là làm phiền Tuấn Hưng trong lúc mà Tuấn Hưng đang bực mình, thì hai cái người vệ sĩ đó sẽ là người ngăn cản họ lại và nói cho họ hiểu là đừng có nên tiếp cận lúc này, vì Tuấn Hưng là người rất là nóng tính. Đó là bảo vệ người đối diện chứ không phải là bảo vệ cho Tuấn Hưng đâu. Là có nghĩa là cũng có nhiều khi mà anh Hưng mà nóng lên thì hai người đã sẽ kìm lại cái tính của anh Hưng, đúng không? Đó là suy nghĩ cá nhân của Huy Khánh. Còn quý vị của hội hâm mộ showbiz nghĩ như thế nào thì Huy Khánh không biết. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến với một phần mà Huy Khánh cho rằng cái mục này khán giả rất thích, và cá nhân Huy em Khánh cũng và Buka cũng thích nữa. Đố Buka biết đây là mục gì? Dĩ nhiên là mục hậu trường. Ồ, công nhận người trong cuộc đố cái biết liền, hay giỏi dễ sợ luôn á. Và bây giờ Huy Khánh xin kính mời quý vị khán giả của hội hâm mộ showbiz chúng ta cùng đến với mục hậu trường.